kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết cuối ngày 7 tháng 7 của kênh VTC 14. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai trên bầu trời miền Bắc, những đám mây dông vẫn còn khả năng xuất hiện ở các tỉnh vùng núi như tại khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn có khả năng xuất hiện mưa dông vào lúc chiều tối. Các khu vực còn lại, gió áp thấp nóng còn ảnh hưởng nên trời ít mưa và oi nóng. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 34 đến 35 độ. Trong đó, khu vực đô thị hóa nhiều Hà Nội và các vùng núi đá vôi có thể lên mức cao là 35-36 độ. Tuy nhiên, sang ngày 9, ngày 10 tháng 7, do quá trình hội tụ gió mực cao thiết lập, mưa dông không những chỉ xuất hiện ở vùng núi mà còn lan dần xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội vào lúc chiều tối và đêm nên nhiệt độ giảm nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, đây cũng là khoảng thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng lần 2. Để bảo vệ tốt sức khỏe cho con em mình trước những biến đổi của thời tiết, các bậc phụ huynh nên cho các em ăn uống, ngủ nghỉ ngơi hợp lý, tạo tâm lý thoải mái để có thể đạt được kết quả cao nhất. Với ven biển khu vực Trung Bộ thì trong vòng 2 đến 3 ngày tới, gió là nóng và khô vẫn không ngừng thổi nên tiết trời tại đây ít mưa, chuỗi ngày nắng nóng kéo dài khi đồng loạt nhiều nơi từ Thanh Hóa cho đến khu vực Phú Yên có ngưỡng nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Một vài nơi thuộc Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế còn xấp xỉ 38 độ. Thời tiết nóng bức sẽ ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân. Bà con nên có các biện pháp sử dụng tiết kiệm nguồn nước, nguồn điện trong sinh hoạt vì khả năng tình hình khô cạn còn kéo dài nhiều trong những ngày tới. Trong khi đó, thì phía Nam, từ Khánh Hòa cho đến khu vực Bình Thuận, trời nắng ráo, tuy nhiên thì nhiệt độ trưa chiều hạ dịu hơn từ 1 đến 2 độ, phổ biến trong khoảng 33 đến 34 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong 3 ngày tới, kiểu thời tiết mây thay đổi ngày nắng với nhiệt độ từ 31 đến 33 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 33 cho đến 35 độ tại khu vực Nam Bộ. Đến chiều tối, những cơn mưa rào nhẹ rải rác với lượng không nhiều lại tiếp tục xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, kéo nền nhiệt tại các khu vực này xuống thấp nhất về đêm chỉ còn 20 đến 22 độ tại Tây Nguyên và từ 25 đến 27 độ tại khu vực Nam Bộ. Đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì trong những ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng lần 2, trời ít mưa và có nắng vào ban ngày, chiều tối có khả năng có mưa rào nhẹ, tuy nhiên thì mưa đến nhanh và kết thúc nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động giao thông và đi lại. Trên biển thì những ngày sắp tới, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, gió Nam mạnh cấp 4, cấp 5, mưa dông chỉ xảy ra một vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5, trời có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm, làm tầm nhìn xa giảm chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.